Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Kết quả vòng 9 giải Ngoại hạng Anh: Arsenal giành thắng 3-1 trước Aston Villa, Chelsea đánh bại Norwich City với tỷ số 7-0, Crystal Palace và Newcastle tứt hòa nhau với tỷ số 1 đều. Everton nhận thất bại 2-5 trước Watford, Leeds United và Wolverhampton hòa nhau với tỷ số 1 đều, Southampton và Burnley hòa nhau với tỷ số 2-2, Manchester City đánh bại Brighton với tỷ số 4-1, Brentford thua 1-2 trước Leicester City, West Ham đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0, Manchester tức thua 0-5 trước Liverpool. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 9 như sau: Chelsea dẫn đầu với 22 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 21 điểm, Manchester City đứng thứ 3 với 20 điểm, West Ham leo lên vị trí thứ 4 với 17 điểm, Brighton tụt xuống vị trí thứ 5 với 15 điểm, Tottenham đứng thứ 6 với 15 điểm, Manchester tức tụt xuống vị trí thứ 7 với 14 điểm, Everton đứng thứ 8 với 14 điểm, Leicester City đứng thứ 9 với 14 điểm, Arsenal đứng thứ 10 với 14 điểm, Wolves xếp thứ 11 với 13 điểm, Brentford đứng thứ 12 với 12 điểm, Aston Villa đứng thứ 13 với 10 điểm, Watford đứng thứ 14 với 10 điểm, Crystal Palace xếp thứ 15 với 9 điểm, đứng thứ 16 là Southampton 8 điểm, Leeds United đứng thứ 17 với 7 điểm, ba vị trí cuối cùng là Burnley, Newcastle United và Norwich City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.